Khi còn nhỏ, Du đã rất hâm mộ một tuyển thủ bóng chuyền được mệnh danh là người khổng lồ tí hon. Bởi vì cậu ta khá nhỏ con nhưng lại có thể ghi bàn trước những đối thủ rất cao lớn, cho nên khi lên học cấp 2 thì Du cũng đã tự thành lập một đội bóng chuyền cùng với lũ bạn. Đội bóng chuyền của Su đang tham gia vào một giải đấu giữa các trường cấp 2 trong tỉnh, nhưng đối thủ của đội Su toàn là mấy đứa to con trong khi bọn họ chỉ được có mấy mống lùn tịt. Trận đấu còn chưa kịp bắt đầu thì Su lại bị Tào Tháo rượt nên phải vội vã chạy đi ỉa, và thấy đội của Su ngáo ngơ như vậy thì mấy thằng dự bị bên đội bạn đã chê cười cậu ấy. Nhưng một tay chuyền hai nổi tiếng bên đội đó có tên là Kagezama đã tới đuổi bọn chúng về chỗ ngồi. Su bỗng nói rằng cậu ấy nhất định sẽ thắng đội Kagezama bằng bất kỳ giá nào, và Kagerama cũng đã tiếp nhận lời thách thức của Su rồi lạnh lùng quay trở về sân bóng. Kagerama chính là chuyền hai đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ chuyền bóng cho đồng đội tấn công, thậm chí cậu ta còn được mọi người gọi với một biệt danh màu mè, đó là vua sàn đấu. Ngay khi trận bóng vừa mới bắt đầu thì đội của Su đã bị đội Kagerama dập cho tan tác, nhưng Su vẫn cố động viên các đồng đội của mình vì đây là trận đấu đầu tiên của bọn họ. Hóa ra, khi Su vào trường cấp 2 thì câu lạc bộ bóng chuyền của trường đã giải thể từ lâu, cho nên Su đã phải tự lập một câu lạc bộ bóng chuyền với cậu ấy là thành viên duy nhất. Su đã phải đi kêu gọi mấy thằng bạn thân của mình cho đủ người để thành lập một đội bóng chuyền, và mặc dù nhỏ con nhưng cậu ấy lại có khả năng nhảy cao hơn những người khác. Quay trở lại trận đấu thì Su đã cố gắng nhảy thật cao để đập bóng sang sân của đội bạn, nhưng đường bóng của cậu ấy đã bị chặn lại bởi hàng phòng ngự cực kỳ cao to của bọn họ, và đội bạn đã dẫn trước hàng chục bàn trong khi đội Su chỉ mới ghi được có mấy điểm. Ngay sau đó, Su đã thực hiện một pha bật cao rồi thành công ghi bàn, nên Kagezama đã tỏ ra cực kỳ tức giận khi cả đội lại để cho một thằng lùn như Su đánh bóng qua đầu như vậy. Khi trận đấu được tiếp tục thì một cậu bạn trong đội của Su đã chuyền hụt bóng, nhưng Su chợt lao về phía quả bóng đó với một tốc độ chóng mặt khiến cho đội bạn rất hoảng hốt, và cậu ấy đã đập quả bóng đó qua mặt Kagezama rồi bay thẳng một mạch ra ngoài biên. Tuy nhiên, đội của Su vẫn thua trước đội Kagezama vì pha bóng vừa rồi cậu ấy đã đánh ra ngoài, và một số đàn anh của trường cấp 3 Karasuno đã xem hết trận bóng của bọn họ. Sau khi thất bại trước Kagerama thì Su đã cảm thấy rất là buồn bã, nhưng Su nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ đánh bại được Kagerama khi bọn họ lên cấp 3, và Kagerama muốn chờ xem tới lúc đó cậu ấy có mạnh mẽ hơn giờ được hay không. Khoảng thời gian sau đó, Su đã liên tục rèn luyện thể lực rồi xin được tập bóng cùng với đội bóng chuyền nữ cấp 2, và sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì Su đã thi vào trường cấp 3 Karasuno để được gia nhập vào đội bóng chuyền của bọn họ. Nhưng vừa chạy tới sân bóng chuyền thì Su đã bất ngờ gặp được Kagerama ở đó. Hóa ra, trường có đội bóng chuyền mạnh nhất tỉnh đã từ chối Kagerama nên cậu ta mới tới đây học. Và khi Su lỡ mồm gọi Kagerama là vua sàn đấu thì cậu ta lại tỏ ra rất là khó chịu. Nhưng mấy đàn anh của đội bóng chuyền Karasuno đột nhiên đi tới sân bóng để gặp bọn họ. Ba ông anh này cho biết rằng bọn họ chính là những người đã từng đến xem trận bóng của Su với Kagerama vào năm ngoái. Nhưng ông anh đầu trọc Tanaka lại rất bất ngờ khi thấy Su chả cao lên được chút nào cả. Kagerama đột nhiên cà khịa Su nên hai thằng lại quay sang cãi lộn nhau như chó với mèo. Và ông anh đội trưởng Daichi đã cố gắng giúp hai đứa giảng hòa nhưng có vẻ không được. Thậm chí khi thầy hiệu trưởng đi tới thăm đội bóng hai đứa nó cũng không thèm đếm xỉa gì. Ngay sau đó, Su cùng với Kagerama quyết định là sẽ phân thắng bại bằng một trận bóng. Và Su đã lỡ để bóng đập vào mặt mình rồi văng vào mặt ông hiệu trưởng khiến cho bộ tóc giả của ông ta bay ra luôn. May cho mọi người là thầy hiệu trưởng đã không trách phạt một ai cả, nhưng ông ta đã yêu cầu tất cả mọi người phải quên hết tất cả những thứ mà bọn họ vừa thấy. Và Daichi đã tống cổ Su cùng với Kagerama ra khỏi đội cho tới khi hai đứa thực sự xem nhau là đồng đội. Nhưng Kagerama lại nói cậu ta thà chơi bóng một mình còn hơn là làm đồng đội với Su. Ngay sau đó, Kagerama với Su đang đứng cãi nhau thì một chị gái hết sức xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Và chị gái này chính là quản lý của đội bóng chuyền có tên là Kizuko. Chiều tối hôm đó, hai thanh niên đã thách đấu với mấy ông anh để được Daichi chấp nhận cho vào đội bóng. Nhưng Daichi lại muốn hai đứa phải đấu với hai học sinh năm nhất khác cũng vừa nộp đơn xin gia nhập vào đội. Và đó sẽ là một trận 3 đấu 3 nên Daichi đã để cho Tanaka vào đội của Su với Kagerama. Tuy nhiên, nếu như hai người bọn họ thua thì Kagerama sẽ không bao giờ được chơi vị trí chuyền hai nữa vì Daichi không cần một tay chuyền hai ích kỷ không có tinh thần đồng đội. Sau khi đuổi hai thanh niên ra ngoài thì Daichi đã nói rằng Kagerama là một tay chuyền hai rất tốt. Mặc dù vậy đường chuyền của cậu ta lại quá nhanh nên không ai có thể đập bóng kịp. Nhưng Su lại là một tay đập bóng có khả năng phản xạ cũng như là tốc độ cực kỳ nhanh. Cho nên Daichi muốn hai người bọn họ có thể kết hợp lại thành một cặp đôi hoàn hảo ở trên sân bóng. Ngày hôm sau, Su cùng Kagerama đã đến sân bóng từ rất sớm để tập luyện với Tanaka. Và một ông anh khác trong đội có tên là Suga cũng đột nhiên đi tới đây để tập cùng bọn họ.
Trong khi tập luyện thì Su cảm thấy Kagerama quá chảnh chó vì không chịu truyền bóng cho cậu ấy. Nhưng lúc Kagerama thử truyền bóng thì cậu ấy lại không thể đỡ được pha đó. Và Kagerama cho biết là trong trận 3 đấu 3 sắp tới cậu sẽ truyền bóng cho Tanaka chứ truyền cho Su thì chỉ có hỏng. Tới giờ ăn trưa thì Su đã nhờ Suga tập luyện cùng với cậu ấy. Và giống Kagerama thì Suga cũng là một tay truyền hai của đội bóng chuyền Karasuno. Su đã chia sẻ là Kagerama rất mạnh cho nên Su vẫn luôn muốn vượt qua được cậu ta. Nhưng Suga lại cho rằng nếu như trước đây Kagerama là một kẻ địch mạnh thì giờ đây cậu ta lại là một đồng đội vững chắc của Su. Chiều hôm đó, Kagerama cùng với Su lại phải ra sân cỏ để tập vì Daichi không cho phép bọn họ vào sân bóng của đội. Nhưng Su lại chả đỡ được phát bóng nào cho nên hồn mà chỉ toàn là giơ mặt ra đỡ bóng. Hai người họ đang tập luyện thì một thanh niên cao to đeo kính bỗng chen ngang vào giữa. Và thanh niên đó đã giữ quả bóng rồi chê cười Su bé như một thằng tiểu học. Hóa ra, thanh niên đeo kính có tên là Suki này với cậu bạn của cậu ta chính là hai thành viên năm nhất khác của đội bóng. Và hai thằng này cũng sẽ là đối thủ của Su với Kagerama trong trận bóng 3 đấu 3 sắp tới. Nhưng Suki lại cố tình gọi Kagerama là vua sàn đấu khiến cho cậu ấy tỏ ra cực kỳ tức giận. Sau khi Suki rời đi thì Su với Kagerama lại tiếp tục tập luyện. Nhưng Kagerama vẫn còn đang bị kích động trước những lời nói của Suki nên cậu ta không thể nào tập trung được. Những ngày sau đó, hai người bọn họ vẫn tiếp tục tập luyện cho tới ngày thi đấu với Suki và mọi người đã nhận ra rằng Su có khả năng nhảy cao cùng với một tốc độ cực kỳ đáng nể. Chỉ có điều cậu ấy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu vì hồi cấp 2 chưa được đào tạo bài bản. Tới ngày diễn ra trận đấu thì Su cùng với Kagerama đã chạy đua tới trường cho nên trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu mà hai thằng đã lăn ra thở hổn hển vì hết sức. Và cả hai đã quyết tâm là bọn họ sẽ phải giành chiến thắng để cho Suki bớt vênh cái mặt lên. Tuy nhiên, khi biết Daichi sẽ vào cùng một đội với Suki trong trận này thì Su lại tỏ ra lo lắng. Và khi nghe thấy Suki gọi mình là anh chọc thì Tanaka quyết tâm sẽ dập cho đội cậu ta ra bạ. Vừa mới vào trận thì Tanaka đã nhanh chóng ghi được một điểm rồi cởi áo ra hú hét ăn mừng. Nhưng tới lượt Su được chuyền bóng thì cậu ấy lại không thể đánh bóng qua người Suki nổi. Vì Suki cao hơn Su rất nhiều như thể là một bức tường đứng chắn trước mặt cậu ấy. Ngay sau đó, Kagerama vừa mới phát bóng thì liền bị Daichi chặn lại một cách rất dễ dàng. Và mặc dù không có tài năng gì nổi bật nhưng ông anh này lại có cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Suki bỗng nhiên tiết lộ cho Su biết rằng tại sao Kagerama lại được gọi là vua sàn đấu. Và lý do chính là vì trong sân đấu cậu ta lúc nào cũng chỉ luôn quan tâm đến bản thân mình. Thậm chí cậu ta còn thường chuyền bóng rất nhanh khiến cho đồng đội không thể đỡ nổi. Cho nên lũ bạn cấp 2 đã dần xa lánh Kagerama rồi đặt cho cậu ta biệt danh là vua sàn đấu. Tuy nhiên, Su đã động viên Kagerama rằng chuyện đó chỉ xảy ra vào thời cấp 2 mà thôi. Còn bây giờ Kagerama có thể chuyển cho Su để đánh bại Suki. Ngay sau đó, khi tiếp tục trận đấu thì Kagerama lại không biết phải chuyển cho người nào cả. Và Su đột nhiên lao tới sát lưới nên Kagerama đã vô thức chuyển bóng để cho cậu ấy có thể ghi điểm. Mặc dù Su đã đánh ra ngoài biên nhưng mọi người vẫn nhận ra màn thể hiện vừa rồi của bọn họ chính là một pha chuyền bóng nhanh. Nên Kagerama muốn thử thực hiện lại pha đó để giúp Su đập được bóng qua người Suki. Tuy nhiên, Su đã liên tiếp đập hụt trong những pha bóng sau đó. Thậm chí cậu ấy còn bị mắc luôn người vào lưới khi đang cố nhảy lên cao. Sau một hồi thử đi thử lại thì Kagerama nhận ra rằng Su không thể nhìn thấy đường chuyền của cậu ta. Nên cậu ta đã cố tập trung hết sức để có thể đánh bóng bay thẳng vào tay Su. Kagerama đã truyền quả bóng bay chính xác vào tay Su giúp cho cậu ấy ghi điểm trước sự kinh ngạc của mọi người. Và tiếp theo đó bọn họ đã liên tục đánh những pha bóng như vậy để nâng điểm số lên trước đối thủ. Sau nhiều lần bị Su ghi điểm thì Suki đã lao lên để ngăn cậu ấy kết hợp với Kagerama. Nhưng mỗi lần Suki nhảy lên kèm Su thì Kagerama lại ném bóng cho Tanaka ghi điểm. Và khi biết đội mình đã thắng được set đầu tiên thì Tanaka đã vênh mặt lên để cà khịa Suki. Thấy đội mình bị dập cho một trận nhục nhã nên Suki quyết tâm là sẽ chơi nghiêm túc ở set thứ hai. Nhưng cậu ta vẫn không thể cản nổi pha chuyền bóng nhanh của Kagerama cùng với Su, nên đội của Suki đã nhanh chóng bị đội của hai người họ đánh bại một cách dễ dàng. Qua trận đấu vừa rồi thì Tanaka mới nhận ra được rằng Su kết hợp với Kagerama thì rất là bá đạo. Và Su đã đi tới bắt tay Suki để thể hiện tình hữu nghị nhưng cậu ta lại không chịu bắt. Ngay sau đó, Daichi đã tuyên bố rằng Su cùng với Kagerama chính thức là thành viên của đội bóng. Nên Kyoko đã lấy đồng phục của đội bóng ra cho cả bốn cậu tân binh năm nhất. Mọi người đang định tập luyện tiếp thì thầy cố vấn câu lạc bộ bóng chuyền có tên là Takeda chợt đi tới tìm bọn họ và thầy ấy cho biết là bọn họ sắp tới sẽ đấu giao hữu với đội Seju, một trong những đội bóng chuyền mạnh nhất hiện đang đứng top 4 trong tỉnh của bọn họ, nên người nào cũng cảm thấy rất phấn khích khi bọn họ được đấu với một đội mạnh như vậy. Lúc ra về thì Suga cho biết rằng thành viên của đội Seju phần lớn đều tới từ trường cấp 2 của Kagerama.
Nhưng Kageyama hứa rằng sẽ không để cho chuyện quá khứ ảnh hưởng tới trận đấu đó, và mọi người đang bàn bạc thì Su lại chỉ lo ăn bánh nên cả bọn đã định cho cậu ấy một trận. Ngày hôm sau, mọi người đã bắt đầu lên chiến thuật cho trận đấu sắp tới với đội Seju. Và Su đã rất bất ngờ khi cậu ấy được xếp đứng chung vị trí với đứa cao như Suki, nhưng thực ra cậu ấy chỉ là mồi nhử để tạo cơ hội cho người khác ghi điểm thôi. Ngay sau đó, mọi người đã dẫn Su cùng Kageyama về phòng hoạt động của câu lạc bộ và Su hiện giờ đang lo lắng cho trận đấu sắp tới đến nỗi mặc nhầm áo thành quần luôn. Cho nên mọi người đã phải nhắc nhở nhau không nói thêm gì về trận đấu đó để cho cậu ấy bớt áp lực. Thậm chí lúc ra về cậu ấy còn vô tình mặc nhầm luôn cả quần của Tanaka nữa. Ngày hôm sau, mọi người đã tập trung từ rất sớm rồi lên xe buýt để đi tới trường Seju thi đấu. Và vừa lên xe được một lúc thì Su đã say xe rồi ói ra cả người của Tanaka luôn. Ngay khi đi tới nơi thì Tanaka chợt nói rằng trận hôm nay trông cậy hết vào Su làm cho cậu ấy lại tiếp tục bị áp lực. Nhưng Kageyama lại đòi tẩn cho cậu ấy một trận để bớt áp lực đi. Trong đội Seju có một thanh niên đầu tỏi đã từng là thành viên cùng đội với Kageyama từ thời cấp 2. Và đầu tỏi cực kỳ ghét cái tính cách ích kỷ cứ thích ra lệnh người khác của cậu ta. Đang nói xấu Kageyama thì đầu tỏi cùng với thằng bạn đã vô tình gặp được đội Karasuno trông như mấy đứa du côn. Nhưng Tanaka đang định dọa nạt đầu tỏi thì Daichi bỗng dưng xuất hiện rồi bắt cậu ta xin lỗi và Kageyama cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ với đầu tỏi. Ngay sau đó, vừa bước chân vào sân thể dục thì Su lại tỏ ra áp lực hơn trước rất nhiều. Thậm chí mỗi lần thấy áp lực thì cậu ấy rất hay đi ỉa để đào thải bớt gánh nặng trong người. Và chị đẹp Kyoko đã cố gắng động viên Su nhưng lại làm cho cậu ấy xấu hổ tới nỗi chập mạch luôn. Ngay sau đó, trận đấu vừa mới được bắt đầu thì Su đã luống cuống không biết bản thân phải làm gì cả. Và cậu ấy đã chạy lung tung khiến cho cả đội hình của bọn họ loạn hết cả lên. Thậm chí khi phát bóng thì cậu ấy còn đánh bóng đập ngay vào sau đầu của Kageyama luôn. Thấy Su không thể thi đấu được thì Tanaka đã phải cố gắng động viên tinh thần cậu ấy. Và sau khi được Tanaka truyền động lực cho thì Su đã có thể tự tin thi đấu bình thường. Su với Kageyama đã thực hiện một pha truyền nhanh rồi ghi điểm với tốc độ chóng mặt. Nên trong pha tiếp theo thì đầu tỏi đã quay sang kèm Su ngay khi cậu ấy vừa nhảy lên. Nhưng cậu ta không ngờ rằng lần này Kageyama lại chuyền bóng cho Tanaka để ghi điểm. Sau một hồi thực hiện chiến thuật như vậy thì đội Karasuno cũng đã vượt mặt đội Seju về tỷ số. Và đầu tỏi không tin nổi là Su lại theo kịp được tốc độ chuyền bóng của Kageyama. Nhờ sự cố gắng của mọi người mà đội Karasuno đã thắng được 2 set đấu liên tiếp. Và chỉ cần thắng được set thứ 4 cũng là set cuối cùng thì chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ. Tuy nhiên, tay truyền hai chính của đội Seju có tên là Oikawa giờ mới tới do bị bong gân và Kageyama cho biết rằng Oikawa chính là người đã dạy cho cậu ta chơi ở vị trí truyền hai. Nhưng khác với Kageyama thì Oikawa lại được xếp vào top các tuyển thủ giỏi nhất vì anh ta chơi được rất nhiều vị trí khác nhau. Ngay sau đó, đội Karasuno đã liên tục ghi được hàng chục điểm mà Oikawa vẫn chưa ra sân để thi đấu. Nhưng khi bọn họ chỉ còn một điểm nữa là giành chiến thắng thì anh ta mới chịu vào sân. Trong cú phát bóng đầu tiên thì Oikawa đã đập bóng bay thẳng về phía Suki khiến cho cậu ta không thể đỡ nổi và Oikawa nhận ra là Su cùng với Suki chính là những người đỡ bóng kém nhất cả đội. Tới pha tiếp theo thì Oikawa đã cố tình phát bóng vừa đủ lực vào tay Suki để bóng lại tiếp tục bay về chỗ anh ta. Và anh ta đã chuyền bóng cho đầu tỏi ghi điểm nhưng Su bỗng lao lên để chặn pha đó lại. Ngay sau đó, Su đã chạy về phía cánh phải với một tốc độ chóng mặt. Nên Kageyama đã chuyền bóng cho cậu ấy ghi điểm bằng một pha chuyền nhanh trước sự kinh ngạc của Oikawa. Cuối cùng thì đội Karasuno cũng đã giành được chiến thắng trước đội Seju mạnh top 4 tỉnh và Kageyama đã tới gặp đầu tỏi để xin lỗi về những thái độ ích kỷ của cậu ta từ thời cấp 2. Nhưng đầu tỏi lại không chấp nhận lời xin lỗi đó vì những lần bị cậu ta mắng chửi thậm tệ đã ám ảnh đầu tỏi suốt bao năm qua. Hai người họ đang đứng nói chuyện trong nhà vệ sinh thì Su lại lỡ chạy tới đó để đi ỉa tiếp. Và đầu tỏi nhận ra Kageyama đã thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa. Khi ra về thì mọi người cũng nhận ra rằng nếu Oikawa vào trận từ đầu thì bọn họ chắc chắn sẽ không thắng nổi. Và đội hình của bọn họ hiện giờ tấn công thì rất tốt nhưng lại không có người phòng thủ giỏi. Nhưng thực ra đội Karasuno có một tuyển thủ phòng ngự rất tốt đang bị cấm túc ở nhà một tuần. Ngày hôm sau, Kageyama đang luyện đập bóng cho chúng một chai nước thì Su lại lao tới chặn nó lại. Và cậu ta đang định làm lại pha khác thì một thanh niên bỗng từ đâu chui ra chặn quả bóng đó lại một cách rất là hoàn hảo. Khi biết thanh niên đó còn lùn hơn cả mình thì Su đã vui tới mức phát khóc khiến cho cậu ta cảm thấy bị xúc phạm. Và hóa ra cậu ta chính là tay đỡ bóng của đội Karasuno vừa mới bị cấm túc có tên là Noia. Còn lý do cậu ta chọn vào trường này học là vì đồng phục của các nữ sinh ở đây cực kỳ đẹp. Tuy nhiên, khi biết tay đập chính của đội có tên là Asahi vẫn chưa trở lại thì Noia đã rất là tức giận. Và Noia cũng sẽ không trở lại đội nếu như không có Asahi.
Khi biết Noia là một người chuyên phòng thủ được gọi là Libero thì Su đã tới nhờ cậu ta dạy cho mình cách đỡ bóng. Và vừa được Su gọi là anh thì Noia đã thấy rất vui rồi đồng ý dạy cho cậu ấy ngay lập tức. Nhưng Noia toàn đánh bóng theo bản năng nên cậu ta chả biết phải dạy như thế nào cả. Khi được Noia hỏi về vị trí của mình thì Su cho biết hiện tại cậu ấy đang phải làm cò mồi. Và Noia cho rằng cò mồi là một vị trí hết sức quan trọng bởi vì cậu ấy sẽ tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm. Trong khi đó, Takeda đang đi mời một người đàn ông có tên là Ukai về làm huấn luyện viên cho đội bọn họ và Ukai đã từ chối mặc cho ông nội của anh ta từng là huấn luyện viên cho đội Karasuno. Nhưng Takeda nói rằng Ukai nên xem qua một trận bóng của đội Karasuno hiện tại trước khi đưa ra câu trả lời. Ngày hôm sau, Suga đã đi tới lớp của Asahi để mời cậu ta quay trở lại đội bóng và Su cùng Kagerama cũng đã đi theo Suga để được gặp tay đập chính của Karasuno. Nhưng Asahi đã từ chối trở lại đội bóng vì trước đây cậu ta đã từng thua một trận thảm hại đến mức ám ảnh cho tới giờ. Takeda đã thông báo cho mọi người biết rằng cả đội sắp tới sẽ được đi đến trại huấn luyện. Và vào ngày cuối của đợt huấn luyện thì bọn họ sẽ có một trận giao hữu với trường Nekoma tới từ Tokyo. Nhưng Noia sẽ không tham gia vào trận giao hữu đó nếu như không có Asahi. Ngày hôm sau, Asahi vừa đi qua hành lang thì chợt thấy Su với Kagerama đang tập luyện. Và sau một hồi đứng quan sát bọn họ thì Asahi đã nhớ lại được những cảm xúc khi cậu ta chơi bóng chuyền. Asahi đột nhiên phát hoảng lên ngay khi nhìn thấy Daichi đang đứng ở phía sau lưng cậu ta và Asahi hiện giờ không dám quay trở lại đội bóng bởi vì cậu ta rất ngại gặp mặt mọi người. Nhưng Daichi lại nói là cả đội đang rất cần Asahi nên cậu ta có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. Đang đứng bán hàng thì Ukai bỗng dưng thấy Takeda đang đứng lấp ló ở ngoài cửa hàng. Và khi biết Takeda lại tiếp tục tới đây để mời mình làm huấn luyện viên thì anh ta đã từ chối. Nhưng khi biết rằng đội Karasuno sắp đấu với đội Nekoma thì anh ta chợt thay đổi sắc mặt. Từ thời còn chơi cho đội bóng chuyền Karasuno thì Ukai có quen với một tuyển thủ bên đội Nekoma. Và huấn luyện viên hiện tại của đội Nekoma chính là người tuyển thủ năm xưa đó. Nên Ukai đã đồng ý làm huấn luyện viên vì anh ta rất muốn được gặp lại đối thủ cũ của mình. Ngay sau đó, Takeda đã đưa Ukai tới giới thiệu với mọi người trong đội bóng, nhưng bọn họ đã bất ngờ nhận ra rằng Ukai chính là ông anh bán hàng ở trước cổng trường. Ukai muốn quan sát xem kỹ năng chơi bóng chuyền của mọi người hiện giờ như thế nào. Tuy nhiên, đội bạn của Ukai lại không có mặt đủ nên anh ta đã nói Noia sang bên đó để chơi phòng thủ. Và dù vừa phát hiện ra Asahi đang đứng lấp ló ở bên ngoài thì Ukai đã bắt Asahi vào chơi luôn vì tưởng là cậu ấy đi muộn. Thấy đội của mấy ông bạn Ukai vẫn còn thiếu chuyền 2 thì Suga đã tự nguyện sang bên đó vì Suga muốn nhường vị trí chuyền 2 chính cho Kagerama khi nhận ra cậu ta giỏi hơn mình. Ngay sau đó, mọi người đã chia ra làm hai phe rồi bắt đầu trận đấu tập của bọn họ và vừa nhìn thấy màn kết hợp của Su với Kagerama thì ai cũng đều tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Asahi lúc này đang nhớ lại trận đấu của cả đội tầm vài tháng trước và trong trận đó cậu ta đã không thể đập được một quả nào qua hàng phòng thủ của đội bạn. Nên Asahi đã quyết định là không chơi bóng chuyền nữa vì cho rằng cả đội thua là do cậu ta. Quay trở lại trận đấu lúc này thì mấy ông bạn của Ukai đã chuyền bóng cho Asahi ghi điểm. Và khi pha đập bóng của cậu ta bị Kagerama chặn lại thì Noia đã lao ra dùng bàn tay mình đỡ bóng trước khi nó đập xuống sàn. Ngay sau đó, Asahi đã hét lớn nói Suga chuyền quả bóng đó qua cho cậu ta và cậu ta đã đập một phát cực mạnh xuyên qua hàng phòng ngự của Kagerama với Suki luôn. Sau pha bóng vừa rồi thì Suga với Noia nhận ra là Asahi của bọn họ đã thực sự quay trở lại, còn Su thì cảm thấy rất phấn khích khi được chứng kiến pha đập bóng của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngay sau đó, mọi người lại tiếp tục trận đấu bóng còn đang dang dở hồi nãy và Su cùng Kagerama đã làm tiếp một pha chuyền bóng nhanh nữa trước sự kinh ngạc của mọi người. Ukai nhận ra khi nhảy lên thì Su không hề nhìn đường chuyền của Kagerama nên anh ta khẳng định rằng thực ra Kagerama đã chuyền bóng thẳng vào tay đập của Su. Và anh ta đã cảm thấy phấn khích hơn khi biết đội Karasuno hiện giờ có rất nhiều tuyển thủ tài năng như vậy. Từ khi còn nhỏ thì Su đã luôn muốn trở thành một tay đập bóng chuyên nghiệp vì tuyển thủ người khổng lồ tí hon mà cậu hâm mộ cũng là một tay đập bóng. Trong lúc đang thi đấu thì Su chợt nghĩ rằng nếu như có chiều cao như Asahi thì cậu ấy sẽ được làm tay đập bóng chứ không phải làm cò mồi. Và do cứ đứng suy nghĩ nên Su đã bị bóng đập thẳng vào mặt luôn nên mọi người đã vội vàng chạy lại kiểm tra nhưng may là cậu ấy không bị gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, Kagerama nhận ra rằng Su đang rất ghen tị khi thấy Asahi được làm một tay đập bóng. Và cậu ta hiểu là Su muốn làm một tay đập bóng ngầu lòi thay vì làm một đứa cò mồi vô danh. Kagerama đột nhiên nói cho đội đối thủ biết rằng phát tiếp theo cậu ấy sẽ truyền cho Su. Và khi nghe thấy vậy thì mọi người cảm thấy rất khó hiểu vì truyền nhanh chính là một pha truyền bất ngờ để ghi bàn khi đối phương sơ hở. Khi biết rằng Kagerama sẽ truyền cho Su thì mấy ông anh bên kia đã tới chặn trước mặt cậu ấy.
Nhưng dù đã nhanh chân lách khỏi chỗ đó khiến cho bọn họ không thể nào trở tay kịp và Kagerama đã ngay lập tức chuyền bóng để cho Su ghi điểm một cách rất dễ dàng. Kagerama đã nói cho Su hiểu rằng điểm mà cậu ấy luồn lách ghi được hay là tay đập ghi được đều có giá trị như nhau. Thậm chí một cò mồi như cậu ấy còn có thể giúp cho đồng đội ghi được điểm dễ dàng hơn. Và sau khi nghe được điều đó thì Su đã hiểu được tầm quan trọng của cậu ấy ở trong đội. Ngay sau đó, mọi người lại tiếp tục trận đấu cho tới tận khuya mới kết thúc. Và qua trận này thì Uka nhận thấy kỹ năng đỡ bóng của cả đội còn rất là kém. Nhưng các thành viên lúc này ai cũng đang cực kỳ vui mừng sau sự trở lại của Asahi. Vài ngày sau, cả đội đã rất phấn khích khi được đi đến khu nghỉ dưỡng của trại huấn luyện. Và Tanaka cùng với Noya đã rất là vui sướng vì cho rằng bọn họ sẽ được ở cùng với Kyoko. Nhưng khi biết nhà của Kyoko ở gần đây nên cô ấy sẽ về nhà thì cả hai thằng lại lăn ra ăn vạ. Tối hôm đó, mọi người đã cùng nhau bày đồ ăn ra rồi thưởng thức một bữa tối hết sức vui vẻ. Và sau khi ăn xong thì Tanaka đột nhiên gặp được Su đang đứng thẫn thờ trước nhà tắm. Su cho biết rằng trong nhà này có một đứa nhóc đi lạc khiến cho Tanaka nghĩ đó là hồn ma. Nhưng hóa ra là Noya mới tắm xong nên tóc của cậu ta bị cụp xuống làm cho người bị lùn đi mấy phân. Và vừa nhìn thấy Asahi mới tắm xong thì thằng nào cũng đều vãi hết cả ra quần. Sáng hôm sau, đang chạy bộ với mọi người thì U chợt gặp được một cậu thanh niên có tên là Kozume. Và Kozume có vẻ là một người nhút nhát nên cậu ta không thích nói nhiều. Nhưng Su chợt phát hiện ra Kozume cũng là một người thích chơi bóng chuyền như mình. Su đang định hỏi Kozume thi đấu cho trường nào thì bạn của Kozume lại tới gọi cậu ta về. Và cùng lúc đó thì Suga cũng đã chạy đến để gọi Su quay trở lại chỗ của mọi người luôn. Ngày hôm sau, Kyoko đã chuẩn bị đồng phục thi đấu chính thức của đội Karasuno cho mọi người. Và Su đã rất vui khi biết số áo của cậu ấy cũng là số 10 như người khổng lồ tí hon. Ngay sau đó, Ukai đã cho mọi người biết rằng người khổng lồ tí hon trước đây cũng từng là tuyển thủ của đội Karasuno. Nhưng dù có cậu ta thì đội Karasuno cũng chưa từng thắng được Nekoma một lần nào cả, nên mọi người quyết tâm là lần này bọn họ nhất định sẽ chiến thắng. Hóa ra, Kozume chính là tay chuyền hai chính của đội Nekoma và mặc dù đội bọn họ không có ai vượt trội nhưng các đội khác vẫn bị họ dập cho nát bét. Tối hôm đó, một thằng đầu moi trong đội Nekoma đã cảm thấy ghen tị khi biết đội Karasuno có chị quản lý rất xinh. Và khi Kozume nói rằng cậu ta rất mong chờ trận đấu với Karasuno thì cả đội đã rất bất ngờ vì thằng này xưa nay chả có hứng thú với thứ gì cả. Ngày hôm sau, hai đội vừa tập trung tới sân thi đấu thì Su đã ngạc nhiên nhận ra Kozume. Và Su vừa chạy để nói chuyện cùng với Kozume thì liền bị thanh niên đầu cắt moi đe dọa. Nhưng anh Tanaka đầu cua cũng đi tới đe dọa lại đầu moi để bảo vệ cho thằng đệ của mình. Tuy nhiên, một thanh niên bên đội Nekoma cùng với Suga đã phải ngăn hai người bọn họ lại. Và vừa nhìn thấy Kyoko đi qua thì cả người của đầu moi đã mềm nhũn trước vẻ đẹp của cô. Trong khi đó, Ukai đã đi chào hỏi người bạn ở bên đội Nekoma cùng với ông nội của anh ta. Và hóa ra người ông có tên là Nekomata đó hiện vẫn đang làm huấn luyện viên cho Nekoma. Ngay sau đó, tuyển thủ của hai bên đã ra sân bóng để bắt đầu trận giao hữu. Và vừa mới vào trận thì Su cùng với Kagerama đã thực hiện pha chuyển bóng nhanh để ghi điểm đầu tiên. Khiến cho mọi người bên phe đối thủ thì cực kỳ kinh ngạc, còn phe mình thì vênh hết cả mặt. Trong những pha bóng sau đó thì đội Karasuno đã liên tục ghi điểm nên đội Nekoma đã phải xin được hội ý. Và Nekomata nhận ra rằng Su với Kagerama là một cặp đôi ở trên sân bóng, nên bọn họ đã cử một cậu có tên là Inaoka kèm chặt Su để không cho cậu ấy tự do ghi điểm. Khi trận đấu vừa mới bắt đầu thì mọi người đã nhận ra rằng Inaoka đang cố gắng chạm vào những phát bóng của Su để làm chậm nó đi. Cho nên đội Nekoma đã có thể dễ dàng lấy được bóng rồi chuyền cho Kozume để ghi điểm. Kozume chính là người quan sát giỏi nhất của đội Nekoma, cho nên cậu ấy chính là người chuyên lên chiến lược thi đấu cho toàn đội. Uka nhận ra mặc dù đội Nekoma không có những tuyển thủ tài năng như Karasuno nhưng bọn họ lại chơi rất có tính liên kết và sau một hồi thi đấu thì đội Nekoma đã dễ dàng vượt mặt được đội Karasuno. Nhờ theo sát mọi hành động của Su nên Inaoka đã bắt đầu chặn được những cú đập của cậu ấy, nhưng Su lại cảm thấy cực kỳ vui vì cuối cùng cũng có người chặn được bóng của cậu. Ngay sau đó, Su đã cố căn chỉnh đường bóng để có thể đánh nó vào chỗ hở của Inaoka. Và sau một vài lần thất bại thì Du cũng đã hất được một pha bóng xoáy ra khỏi tay chắn bóng của cậu ta. Tuy nhiên, đầu moi ở phía bên kia đã lao lên đập một quả xuyên qua hàng phòng ngự của Karasuno và thấy vậy thì Tanaka cũng không chịu thua rồi phản công lại bằng một pha khác. Tiếp theo đó thì các thành viên của cả hai đội đều đã bung hết sức ra để thi đấu với nhau. Và cậu đội trưởng của Nekoma đột nhiên chuyển lên tuyến trước rồi gọi Su là chú bé lùn tịt, nên Su với Kagerama đã thực hiện một pha chuyền nhanh để ghi điểm cho cậu ta biết mặt. Đầu moi đã giả vờ lao lên đập bóng nhưng thực ra là để dụ tuyến phòng ngự của Karasuno nhảy lên
và khi bọn họ bị mất đà nhảy thì cậu đội trưởng mới thực sự đập bóng để ghi điểm. Đội Nekoma đã liên tục thực hiện chiến thuật tung hỏa mù khiến cho Karasuno không thể biết được ai sẽ là người đánh bóng, và Nekomata đã vênh mặt lên với Ukai khiến cho anh cảm thấy tức không chịu nổi. Tuy nhiên, đội Karasuno cũng không muốn chịu thua nên họ đã tung ra hết sức để cố ghi thêm điểm. Và sau một hồi chiến đấu căng thẳng thì cả hai đội đều đạt được 24 điểm trong set cuối cùng, nên đội nào mà ghi được điểm thứ 25 này thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Đội Karasuno đã liên tục tấn công nhưng lần nào đội Nekoma cũng đều cứu được bóng hết, và Su với Kagerama đã dùng combo chuyền bóng nhanh mà vẫn bị Nekoma chặn được. Ngay sau đó, bóng đang rơi xuống sàn của Nekoma thì Kurume đã kịp thời hất nó sang bên đội Karasuno, nhưng đội Karasuno không có ai đỡ kịp bóng nên nó đã chạm xuống sàn đấu. Cuối cùng thì kết quả của trận đấu đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về đội Nekoma. Và ông Nekomata đã cho biết rằng ông ta với ông nội của Ukai trước đây từng là đối thủ của nhau, nhưng ông nội của Ukai đã về hưu từ trước vì tuổi già sức yếu. Sau khi trò chuyện xong thì cả hai đội đã cùng nhau dọn dẹp sân bóng. Và trong quá trình dọn dẹp thì các thành viên của hai đội đã nhanh chóng kết thân với nhau, nên khi chia tay bọn họ đã hứa rằng sẽ gặp lại nhau trong giải bóng chuyền quốc gia sắp tới. Sau khi trở về từ trại huấn luyện thì Takeda cùng với Ukai đã thông báo cho mọi người về giải bóng chuyền toàn quốc sắp diễn ra. Nhưng trước tiên bọn họ cần phải đánh bại được những đội bóng khác nằm trong tỉnh đã, và những đội bóng tham gia giải toàn quốc lần này đều là những đội cực kỳ mạnh. Đội Đết được mệnh danh là bức tường sắt vì họ có những tay chắn bóng cực kỳ cao lớn, và chính họ là đội đã chặn được những pha đập bóng của Asahi trong một trận đấu trước đây. Đội Saiu đứng top 4 toàn tỉnh của Oikawa cũng sẽ tham gia giải đấu này, và đội mạnh nhất năm nay chính là đội đương kim vô địch có tên là Zitora. Sau khi xem xong các cặp đấu thì mọi người nhận ra rằng bọn họ sẽ phải gặp đội Đết cùng với đội Saiu nếu như thắng được vòng đầu. Nhưng mọi người vẫn quyết tâm là bọn họ sẽ giành được chiến thắng trong giải đấu lần này. Daichi có một cô bạn tên là Michi hiện đang là đội trưởng của đội bóng chuyền nữ. Và Michi đang lo rằng đội của cô ấy có thể sẽ bị loại ở vòng sơ loại, nên Daichi đã phải động viên để giúp cho cô ấy lấy lại được tinh thần thi đấu. Một cậu bạn trong đội bóng chợt nhìn thấy Tanaka cứ đứng suy nghĩ trong phòng câu lạc bộ và hóa ra thằng này đang khao khát có một em người yêu để cổ vũ mình trong giải đấu sắp tới. Cậu bạn thân Yamaguchi của Suki đã cảm thấy bản thân mình quá yếu kém so với bạn bè, cho nên Yamaguchi đã tới nhờ một ông bạn của Ukai huấn luyện cho cậu ta cách phát bóng. Khoảng thời gian sau đó mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình yên cho tới ngày diễn ra giải đấu. Và trước ngày diễn ra giải đấu thì Kyoko đã chuẩn bị một tấm băng rôn to tướng để cổ vũ tinh thần mọi người. Cho nên mấy thanh niên năm 2 năm 3 đã trào cả nước mắt vì bọn họ chưa từng một lần được gái động viên như thế này bao giờ cả. Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung tới câu lạc bộ từ rất sớm để đi đến địa điểm thi đấu. Và tại địa điểm thi đấu lúc này thì phần lớn các đội bóng tham gia giải đều đã có mặt đầy đủ. Vừa thấy đội Karasuno bước vào cùng đồng phục đen thì ai cũng nghĩ bọn họ là lũ đầu gấu. Thậm chí có người còn đồn rằng Asahi là dân anh chị ở lại lớp tới tận 5 năm vì trông quá già. Nhưng bọn họ không biết rằng Asahi chỉ được cái to xác chứ cậu ta là đứa nhát gan nhất đội. Và khi thấy mấy thanh niên khác đang để ý Kyoko thì Tanaka cùng với Noya đã lập hàng rào phòng thủ ngay lập tức. Khi bước chân vào sân thi đấu thì Su đã cảm thấy rất phấn khích. Nhưng một gã tóc trắng tới từ đội Đết chợt đi tới rồi chỉ vào mặt Asahi thay cho lời thách thức. Và thấy thành viên của mình hơi bất lịch sự thì các thành viên trong đội Đết đã phải xin lỗi rồi đưa cậu ta đi. Còn Asahi thì sợ đến mức đơ hết cả người vì tưởng thanh niên đô con kia muốn đánh nhau. Ngay sau đó, Daichi đã vô tình gặp được một cậu bạn từ thời cấp 2 cũng tới đây để thi đấu. Và đội của Daichi sẽ phải đấu với đội của cậu bạn trong trận đấu đầu tiên của đội Karasuno. Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ của Karasuno đang rất lo lắng khi bọn họ sắp phải ra sân thi đấu, cho nên Michi đã hô vang khẩu hiệu chiến thắng để khích lệ tinh thần của mọi người. Ở ngoài sảnh sân vận động lúc này thì đội Seiju cũng vừa mới tới nơi, nhưng Oikawa thì chỉ lo đứng ở ngoài để ve vãn mấy em gái mà quên không đi vào trong. Cho nên một thanh niên trong đội đã tức giận ném bóng vào đầu Oikawa để gọi cậu ta vào. Ngay sau tiếng còi của trọng tài thì các thành viên của đội Karasuno đã bước ra sân để bắt đầu trận đấu đầu tiên. Và bóng vừa được phát thì Kagerama đã chuyển sang Tanaka để cậu ta ghi điểm đầu tiên cho cả đội. Nhưng Tanaka với Noya lại hét ầm ĩ làm tí nữa thì bị trọng tài đuổi ra khỏi sân. Tiếp theo đó thì Su với Kagerama liền thực hiện một pha chuyền bóng nhanh để ghi điểm. Và sau khi chứng kiến màn kết hợp của bọn họ thì những người xung quanh đó đã tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Trong những pha bóng sau đó thì hai người họ chỉ chuyền thường vì sợ các đội khác đọc bài. Nhưng do sự khác biệt về trình độ nên bọn họ vẫn có thể dễ dàng thắng được hiệp đầu tiên. Và cậu bạn của Daichi cùng với đội cậu ta cảm thấy Karasuno ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bọn họ. Hiệp 2 vừa được bắt đầu thì Kagerama đã thực hiện những cú giao bóng ăn điểm tuyệt đối.
và nhờ đội đối thủ không ai có thể đỡ nổi nên cậu ta đã ăn liền được 5 điểm. Còn trong khi đó thì Michi cùng đội bóng chuyền nữ của Karasuno cũng đang ra sức thi đấu. Đội của bạn Daichi đã cố ghi nhiều điểm nhất có thể vì họ không muốn phải ra về trắng tay. Nên họ đã hết sức vui mừng mỗi khi ghi được điểm mặc dù họ cũng chả thắng nổi Karasuno và Su đã làm mồi nhử giúp cho Daichi tung ra cú đánh cuối cùng để kết thúc trận đấu này. Su đã rất là vui sướng vì đây chính là chiến thắng đầu tiên của cậu ấy trong một giải đấu lớn và đội Đết cũng đã thắng được trận đầu nên đội Karasuno sẽ gặp những bức tường sắt đó trong trận kế tiếp. Đội bóng chuyền nữ lúc này đang rất buồn vì bọn họ đã bị thua một cách thảm hại, cho nên Michi đã phải cố gắng động viên mọi người khi thấy bọn họ tỏ ra buồn bã. Nhưng các cô gái hiểu rằng Michi chính là người khóc to nhất mỗi khi cô ấy đi ra một góc khác. Có rất nhiều khán giả đã khen mấy pha đập bóng của Su khiến cho cậu sướng nở cả mũi và cả đội cho rằng nếu Su càng tỏa sáng thì đội đối thủ sẽ chỉ kèm cậu ấy mà không kèm những người khác. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong thì đội Karasuno sẽ thi đấu với đội Đết. Nhưng vừa thấy cậu tóc trắng đô con có tên là Aone bên đội Đết thì Su đã sợ vãi cả quần. Và khi tiếng còi của trọng tài vang lên thì cả hai đội đều đã bước vào sân để bắt đầu trận đấu. Khi vào trận mọi người đã liên tục đập bóng nhưng đều bị hàng phòng thủ của Đết chặn lại. Nhưng đội Đết lại để bóng rơi ra ngoài khá nhiều cho nên bọn họ đã ăn may được vài điểm. Su đã chạy thẳng lên để thử thực hiện một pha chuyền bóng thường cùng với Kagezama. Và cậu ấy đang định đập bóng lách qua hàng phòng ngự của Đết thì Aone chợt giơ tay qua để chặn quả bóng đó lại. Kagezama quyết định là họ sẽ chuyền bóng nhanh để phá vỡ hàng phòng ngự của đội Đết. Và Su đã nhảy lên trên cao rồi Kagezama mới chuyền bóng cho cậu ấy ghi điểm nên Aone đã không kịp phản ứng gì cả. Khán giả đã tỏ ra hết sức kinh ngạc sau khi chứng kiến pha bóng nhanh kinh khủng vừa rồi, nhưng huấn luyện viên của đội Đết vẫn hy vọng rằng pha bóng đó chỉ là ăn may mà thôi. Ngay sau đó, Su đã làm một cú phát bóng bay thẳng vào lưới khiến cho mọi người ai cũng cạn lời luôn và đội Đết cũng đã cố hết sức ghi điểm để rút ngắn khoảng cách với Karasuno. Khi tới lượt đội Đết phát bóng thì Noya đã thành công chặn được pha đó lại và Kagezama đã chạy thẳng ra sau rồi chuyền nhanh về phía trước để cho Su ghi điểm. Cho nên đội Đết chắc chắn rằng bọn họ không hề ăn may rồi vội vã xin hội ý gấp. Ông huấn luyện viên của Đết khẳng định Su là người duy nhất đánh được pha bóng đó và chỉ cần Aone kèm chặt Su thì cậu ấy sẽ không thể tự do đập bóng được nữa. Michi cùng đội bóng chuyền nữ cũng đã tới xem đội nam thi đấu và bọn họ cũng đã cảm thấy cực kỳ khó tin khi nhìn thấy pha đập bóng siêu nhanh của Su. Vừa thấy Su lao lại gần lưới thì các tay chắn của Đết đã nhảy thẳng lên để chặn cậu ấy. Nhưng Su lại không đập bóng mà cậu ấy chỉ nhử họ nhảy lên để tạo lỗ hổng cho Asahi ghi điểm và cuối cùng thì Asahi cũng đã phục thù được thất bại trước đây của mình. Sau một hồi thực hiện chiến thuật cò mồi thì Karasuno đã thắng áp đảo Đết ở set đầu tiên. Và Ukai quyết định là sẽ cho Su đảo sang vị trí khác để có thể tránh xa khỏi chỗ của Aone. Còn Su thì lại muốn trở thành một cò mồi mạnh nhất để tạo cơ hội cho Asahi đập được bóng. Trong hiệp đấu thứ hai thì Su lại tiếp tục làm mồi nhử để cho Asahi có thể dễ dàng ghi điểm. Và nếu như bọn họ quay sang kèm Asahi thì Su với Kagerama lại chơi bài chuyền nhanh để ghi điểm luôn. Nhờ chiến thuật cò mồi mà điểm số của Karasuno đã vươn lên trước Đết, nhưng Asahi vẫn muốn tự đánh bại được hàng phòng ngự của đối thủ bằng chính sức mình. Tuy nhiên, mỗi lần Asahi đập bóng mà không có Su làm mồi nhử thì luôn bị Aone chặn lại và Asahi với Suki cũng đã tận dụng chiều cao của họ để cản những cú đập bóng của Aone. Sau khi Su đập một pha bóng bay vào giữa người Aone với tấm lưới thì đội Karasuno đã ghi được tổng cộng 24 điểm, nên chỉ cần thêm một điểm nữa là bọn họ sẽ giành chiến thắng. Trong những giây phút cuối cùng của trận đấu thì hai bên đã đập bóng qua lại cực kỳ ác liệt. Và trong một lần tranh chấp bóng với hàng phòng thủ của Đết thì Asahi đã để bóng rơi xuống sàn bên mình. Nhưng Noia đã dùng chân đỡ quả bóng lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Ngay sau đó, Asahi vừa lao lên đánh bóng thì lại bị hàng phòng thủ của Đết chặn lại được. Nhưng quả bóng đó đã lăn trên lưới rồi rơi xuống sân của Đết làm bọn họ đờ hết cả người. Sau pha bóng đó thì đội Karasuno đã thực sự đánh bại được đội Đết. Và mặc dù rất buồn vì thua cuộc nhưng Aone vẫn cảm thấy khâm phục kỹ năng đánh bóng đỉnh cao của Su. Đội Đết quyết tâm là bọn họ sẽ phục thù đội Karasuno trong giải đấu mùa xuân năm sau và các thành viên của Karasuno đã rất vui sau khi bọn họ hạ được một đội mạnh như Đết. Nhưng mọi người chợt nhìn thấy đội Seoul cũng đã thắng được trận đấu thứ hai của bọn họ. Aikawa có thể thực hiện được những cú giao bóng ăn điểm tuyệt đối một cách rất hoàn hảo, thậm chí cậu ta còn có cách để tận dụng hết toàn bộ khả năng của các thành viên trong đội. Và đang ngồi xem Aikawa thi đấu thì Su với Noya cứ la hét dầm lên khiến cho ban tổ chức tưởng bọn họ là học sinh tiểu học lạc vào đây. Chiều hôm đó, mọi người đã quay về trường để nghỉ ngơi trong tình trạng hết sức mệt mỏi và vừa về tới nơi thì mọi người đã hào hứng vào mở TV xem có mình ở trên đó hay không. Nhưng mọi người đã rất thất vọng khi thấy TV chỉ toàn chiếu Aikawa chứ chả có hình bọn họ. Ngay sau đó,
mọi người đã tập trung lại để bàn chiến thuật vì trận tiếp theo bọn họ sẽ đấu với đội Seju. Và Ukai cho rằng Seju hiểu rất rõ đội bọn họ vì cả hai đội đã từng đấu giao hữu trước đây. Còn Kagezama thì thấy rất áp lực với trận đấu ngày mai vì Oikawa chính là đàn anh của cậu ta. Sáng hôm sau, cả hai đội đã có mặt ở sân bóng để bắt đầu trận đấu của bọn họ và Kagezama không ngờ rằng có một ngày cậu ta lại được đấu với idol từ thời cấp 2 của mình. Nhưng Kagezama cùng với Su đã quyết tâm là sẽ phải giành được chiến thắng dù Oikawa có giỏi như thế nào đi chăng nữa. Suki chính là người giao phát bóng đầu tiên nhưng đội Seju đã dễ dàng đỡ được pha đó và khi có bóng thì Oikawa đã ghi điểm luôn mặc dù cậu ta cũng là chuyển hai như Kagezama. Nghĩ rằng Oikawa sẽ đập bóng ghi điểm tiếp thì Su với Tanaka đã nhảy lên để chặn cậu ta lại nhưng không ngờ là cậu ta lại chuyển sang bên cánh trái để cho người khác ghi điểm. Tới lượt đội Seju phát bóng thì Noya đã đỡ được bóng rồi chuyền nó cho Kagezama và khi Su nhảy lên để đánh cú chuyền của cậu ta thì Asahi với Tanaka cũng đã lao lên trước. Nhưng cậu ta lại gạt quả bóng sang bên sân Seju rồi thành công ghi điểm để trả đũa phát trước đó của Oikawa nên Oikawa đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tính thích ăn thua của thằng này. Tuy nhiên, khi tới lượt mình giao bóng thì Kagezama lại lỡ tay đánh ra ngoài sân bóng luôn. Và để thể hiện với Kagezama một chút thì Oikawa đã giao bóng bay thẳng về chỗ của Noya. Nhưng Noya đã dễ dàng đỡ được pha bóng đó của anh ta dù nó rất là khó đỡ đối với những người khác. Bóng vừa tới chỗ Kagezama thì cậu ta đã giả nhìn ra phía sau để đánh lừa đầu tỏi rồi truyền cho Su ghi điểm. Và tiếp theo đó thì Su lại giả vờ chạy lên nhưng thực ra Kagezama lại truyền cho Asahi. Ngay sau đó, Oikawa đột nhiên xin phép được dùng quyền hội ý với cả đội. Và cậu ta nhận ra là mỗi lần Su muốn đập bóng thì sẽ nói chuyển cho tớ. Còn nếu như muốn dùng chiêu cò mồi để lừa đội bạn thì cậu ấy sẽ hét lên là chuyển tới đây. Khi trận đấu được tiếp tục thì Kagezama đã định luồn tay qua để ghi thêm điểm như hồi nãy. Nhưng Oikawa đã nhận ra ý đồ của cậu ta rồi nhảy lên để đỡ pha bóng đó một cách dễ dàng. Tới pha tiếp theo Kagezama đang chuyền bóng cho Su ghi điểm thì đầu tỏi liền lao lên chặn nhưng không được. Và Kagezama nhận ra rằng ký hiệu của bọn họ đã bị đội đối thủ phát hiện được. Ngay sau đó, Oikawa đã giao những phát bóng đầy uy lực về phía Tanaka làm cho cậu ta đỡ không nổi và Oikawa nghĩ rằng nếu như Tanaka liên tục không đỡ được bóng thì tinh thần của cậu ta sẽ bị suy sụp. Tuy nhiên, khi một pha bóng đập vào ngực Tanaka thì Su cùng với Kagezama đã lao ra đỡ giúp cậu ta. Rồi tiếp theo đó, Noya cũng đã tới đỡ quả bóng đó lại chỗ Kagezama trước khi nó chạm đất và khi thấy Tanaka đang gọi mình thì Kagezama đã chuyển cho cậu ta để ghi điểm. Oikawa nhận ra kế hoạch làm suy sụp tinh thần Tanaka của cậu ta đã hoàn toàn thất bại, nhưng khi thấy đội mình đang bị dẫn trước cả chục bàn thì Kagezama lại tỏ ra lo lắng. Càng lo lắng về tỷ số thì Kagezama lại càng chuyển nhanh hơn với hy vọng gỡ gạc lại được, nhưng điều đó lại khiến cho đồng đội không thể nào đánh trúng bóng của cậu ta chuyền, còn trong khi đó thì Oikawa lại chuyền sao cho đồng đội có thể dễ đánh được bóng nhất. Cảm thấy Kageyama đang thi đấu không tốt nên Ukai đã cho Suga vào thay cậu ấy tạm thời. Và Suga đã chào hỏi từng người trong đội rất thân thiết khiến cho cả bọn phấn chấn hẳn lên, cho nên Su đã chê bai cái bộ mặt lúc nào cũng nhăn nhó như một con khỉ của Kageyama. Ngay sau đó, Suga đã nói nhỏ với mọi người điều gì đó làm cho đội bạn cảm thấy hơi tò mò. Và Oikawa đã nói tay đập của đội Seijo tấn công vào chỗ Suga khi thấy cậu ta có chiều cao khá thấp, nhưng Suki cùng hàng phòng ngự đã nhảy lên kịp thời để chặn cú đập bóng đó lại. Hóa ra, biết trước đội bạn sẽ đập bóng về phía mình nên Suga đã bất ngờ đổi chỗ với Suki. Và Suga đã sử dụng những ký hiệu bằng tay với Su để giúp cậu ấy ghi điểm mà không bị đối thủ bắt bài. Dù không có kỹ năng truyền hay tốt như Kageyama nhưng Suga lại rất hiểu ý đồng đội mình. Cho nên nhờ có Suga chỉ đạo mà đội Karasuno đã nhanh chóng rút ngắn được tỷ số với đội Seiro. Ngay sau đó, khi tới lượt giao bóng của Oikawa thì cậu ta liên tục đánh vào mấy vị trí khó đỡ để ghi điểm. Và chỉ sau vài pha giao bóng của cậu ta thì đội Seijo chỉ còn một điểm nữa là sẽ thắng set thứ nhất. Tuy nhiên, Daichi đã đỡ được một pha giao bóng của Oikawa nên cả đội đã chạy lên để phản công lại. Và khi thấy đầu tỏi định đập bóng để ghi điểm thì Su liền nhảy lên để chặn cậu ta. Nhưng quả bóng lại bị bay ra khỏi sân nên đội Seijo đã thắng được set đầu tiên. Uka nhận ra rằng thứ đáng lo nhất của bọn họ chính là pha giao bóng bá đạo của Oikawa. Và trong lúc đứng bên ngoài quan sát thì Kageyama cũng đã học được nhiều thứ từ Suga. Một trong những điều đó chính là Suga rất để ý tới khả năng của từng người trong đội để chuyền bóng sao cho hợp lý nhất. Để đối mặt với pha giao bóng của Oikawa thì Daichi với Noya đã được xếp ở sau cùng vì bọn họ có khả năng đỡ bóng tốt nhất. Và nhờ có sự sáng suốt của Suga nên đội Karasuno đã vươn lên trước đội Seijo trong set 2. Nhưng khi thấy Kageyama đã bình tĩnh lại thì Ukai liền cho cậu vào thay Suga. Vì để thắng được Seijo hoàn toàn thì bọn họ cần pha chuyền bóng nhanh của Kageyama với Su.
Khi quay trở lại sân thì Kagerama đã cố gắng thân thiết hơn với mọi người giống như Suga, nhưng thằng này vừa cười một cái mà đã khiến cho cả bọn nghĩ nó sắp ăn thịt mình đến nơi. Để bắt đầu cho sự trở lại của bản thân thì Kagerama đã thực hiện một pha giao bóng ăn điểm. Và sau pha đó thì Kagerama đã đập tay ăn mừng với Tanaka làm cho ai cũng phải bất ngờ. Ngay sau đó, Su cùng với Kagerama lại tiếp tục sử dụng chuyền bóng nhanh để ghi điểm. Thậm chí Kagerama cũng đã biết dùng ký hiệu bằng tay với Su để không bị đối thủ bắt bài và cậu đã thực hiện những pha chuyền bóng hợp lý để cho đồng đội đập bóng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Kagerama lại rất khó phối hợp với Suki vì hai thằng này không hợp tính cho lắm. Nên khi Kagerama chuyền bóng cho Suki đập thì lần nào cũng đều bị đội bạn phản công lại và đội Seiju đã tận dụng được điều đó rồi nhanh chóng san bằng điểm số với đội Karasuno. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Ukai đã xin sử dụng quyền hội ý với đội và Suki đã cho biết rằng cậu ta không đập được bóng là bởi Kagerama thường xuyên thay đổi góc chuyền. Nên Suki đã đề nghị Kagerama chỉ chuyền bóng đúng một kiểu còn lại thì để cậu ta tự xử lý. Khi trận đấu được tiếp tục thì Kagerama đã chuyền bóng theo đúng kiểu mà Suki yêu cầu. Và Suki đã giả nhảy lên đập bóng nhưng cậu ta lại chỉ đẩy nhẹ ra sau lưng hàng phòng thủ khiến đội bạn không thể đỡ bóng kịp. Còn nếu thành viên của đội bạn lên cao để đỡ bóng thì cậu ta lại đập mạnh ra phía sau luôn. Khi tới lượt Oikawa giao bóng thì cậu ta đã rất tức giận rồi quyết định là sẽ đập một cú ăn điểm. Nhưng Noia lại đỡ được quả bóng đó bay ngược trở lại sân của đội Seju. Bóng vừa tới chỗ của Oikawa thì cậu ta cùng với đầu tỏi đều nhảy lên để đập bóng. Nhưng Kagerama nhận ra là cậu ta sẽ chuyền thẳng sang phía bên cánh trái. Nên Kagerama cùng với Suki đã nhảy qua bên đó rồi thành công chặn được bóng làm cho nó rơi xuống sàn của đội Seju. Và sau pha đó thì đội Karasuno đã thắng được set thứ 2 với đội Seju. Oikawa lúc này đã nhận ra Kagerama cùng với Su đang ra hiệu bằng tay để chuyền bóng, cho nên bọn họ đã cố gắng bám sát Su nhất có thể để chặn đứng các pha đập bóng của cậu ấy. Tuy nhiên, Su cùng với Kagerama đã thử thực hiện một pha chuyền bóng nhanh từ ngoài chỉ biên vào và đội Seijo đã không kịp phản ứng để rồi mất một điểm vào tay bọn họ. Oikawa nhận ra rằng pha tấn công nhanh vừa rồi của Su với Kagerama hoàn toàn có thể đánh bại đội của cậu ta và cả hai bên đã liên tục đập bóng qua lại cho tới khi tỷ số bằng nhau. Tới giờ nghỉ giải lao thì các thành viên trong đội Seijo đã nghĩ cách để đấu lại với pha tấn công nhanh của Su với Kagerama. Nhưng ông huấn luyện viên của đội Seijo lại nói bọn họ cứ mặc kệ để cho Su đập tự do. Ngay sau đó, khi trận đấu được tiếp tục thì Su với Kagerama lại dùng combo tấn công nhanh từ biên. Nhưng chẳng có tay chắn bóng nào của Seijo là chạy theo cậu ấy cả. Và khi Su đánh bóng thì tay đỡ bóng tuyến sau của Seijo đã thành công đỡ được nó lại. Hóa ra, ông huấn luyện viên đội Seijo đã nhận ra Su chưa thể điều khiển được quỹ đạo bay của bóng. Cho nên chỉ cần một người đứng sau quan sát quỹ đạo của quả bóng là sẽ cản đòn tấn công của Su lại được. Tuy nhiên, khi pha tấn công nhanh bị khắc chế thì đội Karasuno vẫn ra sức thi đấu mà không hề nản và điểm số của hai bên cứ bám sát lấy nhau không bên nào chịu thua bên nào cả. Trong một pha giao tranh thì Tanaka đã lỡ để cho bóng rơi về phía của Oikawa nhưng Kagerama đã dùng một tay hất ngược quả bóng đó ra sau cho Su và Su đã đập bóng sang sân bên kia để ghi điểm trước sự vui mừng của cả đội. Ngay sau đó cả hai đội lại tiếp tục chiến đấu ác liệt rồi thi nhau đập bóng xuống sàn đấu của đối phương. Nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà tỷ số của cả hai đội đã được san bằng và Oikawa lúc này cũng đã mệt tới mức giao bóng ra tận ngoài sân của đội Karasuno luôn. Khi một đội đạt được 25 điểm thì bọn họ cần phải hơn đội đối phương 2 điểm mới có thể thắng cả trận đấu. Nhưng hai đội cứ đuổi theo nhau từng điểm một khiến cho trận bóng không thể kết thúc nổi. Và một người bên Seoul đã luồn bóng ra sau hàng phòng thủ của Karasuno để ghi được thêm một điểm. Nên đội Seoul lúc này chỉ cần ghi thêm một điểm nữa là bọn họ sẽ giành chiến thắng. Khi tới lượt mình giao bóng thì Oikawa đã phát một quả cực kỳ nhẹ khiến cho Daichi phải lao lên đỡ vội và đầu tỏi đã nhảy lên đập bóng nhưng may mắn là Nogia đã đỡ được pha đó lại. Ngay sau đó, Kageyama đã vội vàng chạy tới chỗ quả bóng rồi chuyền nó cho Su ghi điểm. Nhưng pha đập bóng của Su lại bị hàng phòng ngự tuyến trước của Saiu chặn lại được và quả bóng đã từ từ rơi xuống sàn bên đội Karasuno chấm dứt trận đấu của bọn họ ở đây. Cuối cùng thì đội Karasuno đã có một trận thua suýt soát trước đội Seiju và từng người trong bọn họ đã tỏ ra hết sức buồn bã rồi rời khỏi sân thi đấu mà không nói một lời nào cả. Còn Oikawa cũng đã có một cái nhìn khác về thực lực của đội Karasuno sau khi có một trận đấu căng thẳng với bọn họ. Nhiều ngày sau, dù đã quay trở về trường nhưng mọi người vẫn không quên được trận thua đau đớn vừa rồi, còn đội Seiju thì đã gặp đội đương kim vô địch Shitara trong trận chung kết cấp tỉnh. Daichi đã đề nghị Suga với Asahi cùng mình rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền. Vì ba người bọn họ hiện giờ đều đã sang năm 3 nên cần tập trung thời gian để ôn thi đại học. Nhưng Suga cùng với Asahi đã từ chối bởi bọn họ biết rõ Daichi không hề muốn rời khỏi đội.
Dù cùng với Kageyama vẫn đến sân bóng chuyền để tập luyện như bình thường, nhưng hai đứa chợt tức điên lên khi nhớ lại trận thua trước Seiju rồi vừa chạy vừa hét khắp phòng. Khi nghe thấy tiếng hét của Su với Kageyama thì Kyoko đã đi tới nhắc nhở hai đứa vì cái tội làm ồn. Và vừa thấy Kyoko thì Tanaka với Noya đã lao tới ôm cô ấy để rồi bị ngã sấp mặt. Ngay sau đó, ba thanh niên năm ba cũng đã chạy tới để tập luyện cùng với mấy thằng em và Ukai đã cho mọi người biết rằng đội Seiju đã để thua đội Shitara một cách rất thảm hại. Mục tiêu trước mắt của mọi người chính là hướng đến giải bóng chuyền mùa xuân năm sau. Cho nên Su cùng các đồng đội của mình sẽ phải cố gắng tập luyện để đối đầu với những đối thủ khó nhằn hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video về bộ anime Vua Bóng Chuyền. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.